Tử vi về ngày 17 tháng 11 âm lịch. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Lộc Tài trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay Bảo Hân sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 17 tháng 11 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi rủi ro. Ngày hôm nay con giáp nào sẽ gặp may mắn tài lộc, làm ăn phát đạt, con giáp nào sẽ gặp phải đen đủi, xui xẻo đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết cụ thể. Đầu tiên là tổng quan về ngày 17 tháng 11 âm lịch. Ngày 17 tháng 11 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày mùng 17 tháng 11 năm Canh Tý, tức ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Mậu Thìn, ngày này có nạp âm là đại dịch thổ, tức là đất quán dịch lớn. Do Thân và Dần chính xung, Mậu dương thổ khắc Nhâm dương thủy, giáp dương mộc khắc Mậu dương thổ, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 và tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 17 tháng 11 âm lịch. Tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Mậu dương thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày hôm nay, may mắn nhất vẫn là phương diện tài lộc. Dù lương thưởng không nhiều như con giáp này kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính sao cho hợp lý. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giáp khai vận Thân Tý Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hanh thông thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Ngày này gia chủ tuổi Sửu có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh, tất cả đều là những cát tinh đem lại may mắn tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn trong mệnh, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Các thần quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, trù giải thị phi. Tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Mậu dương thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngày Mậu Thân, tuổi Dần có các thần là Mã Tinh chiếu mệnh, Mã chỉ động là tướng môn ma nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu dương thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Trong ngày còn có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân tài lộc. Tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp Mậu dương thổ là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát.
Ngày Mậu Thân còn có các thần là Thái Cực, là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội thì người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, vào ngày này có các tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài qua là người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc cuộc sống. Tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp Mậu dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong ngày 17 âm lịch còn có Mã tinh chiếu mệnh, Mã chỉ động là tướng buôn ba, nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Bên cạnh đó có hung tinh kình dương chủ về tai họa thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý ngày này, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh xa việc phạm pháp giấy tờ, không được ra vay mượn hay ký nhận cho bất kỳ ai. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy, năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận dần Ngọ Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi, trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày Mậu Tuất, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân Thái Cực đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn trong mệnh, sẽ có được vinh hoa phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc cuộc sống, đem lại sự may mắn sang giàu cho gia chủ. Bên cạnh đó còn có Kim Dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý. Chỉ trong ngày này có nhiều tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Mùi. Không chỉ có cát tinh, ngày 17 âm lịch còn có kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý. Người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mã Mùi, đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. Tuổi Thân. Thân dương kim gặp Mậu dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội thì nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày 17 âm lịch có văn xương quý nhân chiếu mệnh, là các tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Không những vậy, còn có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Thân, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt trong năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân Tý Thìn. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu dương thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất.
Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hòa nguy thành an, hòa hung thành cát. Ngày này được hai cát tinh Mã tinh và Thái cực chiếu mệnh, đây là những cát tinh chủ về tài lộc, may mắn. Gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội này để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận dần ngọ Tuất để chiêu quý nhân đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày này còn có hung tinh kiếp sát, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não, có liên quan đến học hành thi cử. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mã Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, bà Hân đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 17 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.